Lionel Messi không gia hạn với Inter Miami. Theo truyền thông Tây Ban Nha, Lionel Messi quyết định không gia hạn và rời khỏi Inter Miami vào năm 2025. Đây là tin buồn đối với thượng tầng đội bóng chủ sân DRVPNK khi họ luôn hy vọng Messi sẽ tiếp tục gắn bó với đội bóng thêm 1 đến 2 mùa sau hợp đồng. Cựu sao Barca đã bỏ lỡ 5 trong 6 trận gần nhất ở MLS vì chấn thương, trong đó có thất bại 1-4 của Inter Miami trước Chicago Fire ngày hôm qua. Trận thua Chicago Fire gần như đặt dấu chấm hết cho tham vọng giành vé dự chung kết playoff của Inter Miami mùa này. Khoảng cách giữa Inter Miami với vị trí dự playoff đã nâng lên thành 5 điểm, nhưng đội bóng áo hồng đen còn trong tay một trận chờ đấu. Inter Miami sẽ phải thắng cả 3 trận còn lại nếu muốn hy vọng giành vé dự playoff, nhưng đây là một thách thức khó khăn. Như vậy Inter Miami sẽ còn một mùa giải nữa để tiếp tục hy vọng Messi lại gánh vác đưa họ đến các danh hiệu. Sau khi chia tay Inter Miami, rất có thể biến đỗ tiếp theo của Messi sẽ là Newell's Old Boys ở quê nhà Argentina. Mbappe bị truyền thông Pháp tẩy chay. Kylian Mbappe nhận sự chỉ trích gay gắt, bị xếp hạng thấp chưa từng có sau thảm họa PSG thua 1-4 Newcastle ở lượt trận thứ 2 vòng bảng Champions League. Tờ L'Equipe gọi thất bại tại đấu trường C1 của Mbappe và đồng đội trên sân nhà của Newcastle là buổi tối tồi tệ nhất ở châu Âu trong lịch sử của PSG. Không có cầu thủ nào trong đội hình của huấn luyện viên Luis Enrique được chấm cao hơn số điểm 6/10. Đáng chú ý, Mbappe nhận đánh giá thấp chưa từng có trong sự nghiệp cầu thủ của anh, chỉ 2/10. Tờ này nhận xét Mbappe gần như không tồn tại trên sân của Newcastle. Trong khi đó, Daniel Riolo của tờ AMC Sport có những lời gay gắt với ngôi sao số 1 của PSG. Tôi nhớ câu nói nổi tiếng của Mbappe ở mùa trước với Neymar: chúng ta cần ăn ngon, ngủ ngon. Mbappe không có sự chuẩn bị đầy đủ do bị loại khỏi đội trước mùa giải. Đáng ra trong hoàn cảnh ấy, bạn cần làm việc chăm chỉ và thể hiện tốt hơn. Nhưng Mbappe không cho thấy được như vậy. Kèm đó là sự cảnh báo của AMC Sport. Nó còn hơn cả vấn đề những bữa tiệc mà Mbappe đang tổ chức tại Paris và danh tiếng mà cậu ấy đang xây dựng tại thành phố này. Mbappe nên hết sức thận trọng với những hậu quả có thể sớm xảy ra với mình. Ronaldo từng phải trả giá vì bỏ qua giai đoạn luyện tập trước mùa cùng MU, dẫn đến không đảm bảo thể lực và bị huấn luyện viên Erik ten Hag đẩy lên ghế dự bị. Mbappe vì chuyện hợp đồng căng thẳng với PSG cũng đã để điều tương tự xảy ra. Và hiện tại anh đang không có được thể lực sung mãn, dẫn đến như người vô hình. Chẳng giúp gì được nhà vô địch Ligue 1 khi đấu với chiếc chòe. Erik ten Hag trở lại Ajax Amsterdam. Trên tờ ESPN, cựu tiền đạo Ajax Amsterdam Kenan Perez tin rằng việc Erik ten Hag trở lại Ajax là không phải ý tưởng điên rồ. Ten Hag đã đạt được thành công đáng kể trong thời gian tại Amsterdam, giành được rất nhiều danh hiệu, giải vô địch quốc gia Hà Lan và đưa đội đến rất gần trận chung kết Champions League năm 2019. Thành tích của ông đã thu hút sự chú ý của MU, dẫn đến việc bổ nhiệm vào năm ngoái. Tuy nhiên, mọi thứ trở nên khó khăn trong mùa giải này khi đội bóng của Ten Hag thua 4/7 ở giải vô địch quốc gia và 2/2 trận ở Champions League. Kết quả đó đặt ra câu hỏi về tương lai của huấn luyện viên này. Perez đưa ra ý kiến: hãy tưởng tượng nếu Erik ten Hag bị sa thải, việc Ajax Amsterdam yêu cầu anh ấy quay lại là điều điên rồ hay không? MU được biết đến là một nơi mà mọi thứ có thể trở nên khó khăn nếu mọi việc không diễn ra suôn sẻ. Vậy thì đó không phải là một ý tưởng điên rồ phải không? Nhà báo William Vissel cũng nói thêm: tôi nghĩ rằng cuối cùng mọi thứ sẽ không thành công. Toàn bộ dự án của anh ấy ở đó. Tôi không nghĩ anh ấy sẽ làm huấn luyện viên ở đó lâu nữa. Ten Hag đương tay với phòng thay đồ MU. Theo tờ Independent, bầu không khí tại phòng thay đồ Old Trafford thời gian gần đây là độc hại. Mọi chuyện đang rất căng thẳng và cầu thủ không còn cảm thấy thoải mái để cống hiến. Mối quan hệ giữa cầu thủ và ban lãnh đạo đội bóng cũng đang ở mức xấu. Vì lẽ đó, huấn luyện viên Erik ten Hag dự tính thay đổi cách ông quản trị con người tại MU. Thuyền trưởng người Hà Lan vốn nổi tiếng với sự nghiêm khắc cùng phong cách quản trị đầy quyết liệt. Ông không chấp nhận bất cứ cầu thủ nào đặt mình lớn hơn câu lạc bộ. Vào lúc này thì ten Hag đã có thể thay đổi quan điểm. Theo thông tin từ tờ TalkSport, Erik ten Hag sẽ áp dụng phong cách quản trị mềm mỏng hơn thời gian tới. Ông sẽ đặt lợi ích của MU lên hàng đầu, nhưng cách ông làm việc của các học trò sẽ được điều chỉnh sao cho phù hợp. Trước đó, huấn luyện viên Hà Lan cũng đã hành động nhằm tăng tính gắn kết giữa mình và các cầu thủ, cũng như giữa cầu thủ với nhau. Cụ thể, ông tổ chức buổi tiệc nướng và mời các cầu thủ cùng gia đình tới dự, như một cách để tạo bầu không khí thoải mái ở câu lạc bộ. Marcus Rashford đứng trước nguy cơ bị chạm. Cựu cầu thủ MU Luis Saha cho rằng tiền đạo Marcus Rashford có thể sẽ bị huấn luyện viên Erik ten Hag
để lên băng ghế dự bị nếu không nhanh chóng cải thiện phong độ. Rasmus Højlund bắt đầu hòa nhập, nhưng các ngôi sao còn lại trên hàng công của MU đều sa sút. Marcus Rashford, người ghi 27 bàn ở mùa trước, đang gây thất vọng rất lớn. Cựu cầu thủ MU Luis Saha cho rằng Rashford có thể bị huấn luyện viên Erik ten Hag để lên băng ghế dự bị nếu không nhanh chóng cải thiện phong độ. Anh nói rằng: "Mọi cầu thủ đều không được đảm bảo vị trí của mình. Những gì xảy ra ở mùa giải bây giờ sẽ chỉ còn là quá khứ. Tại thời điểm này, Rashford đang thể hiện khả năng đưa ra quyết định kém. Một ví dụ về điều này là tình huống chuyền bóng thiếu lực cho Bruno ở trận thua Galatasaray." Harry Maguire tiếp tục được tuyển Anh triệu tập. Huấn luyện viên Gareth Southgate đã công bố danh sách tập trung của đội tuyển Anh chuẩn bị cho những trận đấu tại dịp FIFA Days tháng 10 này. Trong đó cái tên gây thất vọng và đang ngụp lặn ở MU là Harry Maguire tiếp tục được tin tưởng. Không quá bất ngờ, huấn luyện viên Southgate tiếp tục lựa chọn những cầu thủ quen thuộc tại đội tuyển Anh thời gian qua. Bên cạnh Harry Maguire, hàng tiền vệ và ba thủ môn không có bất cứ thay đổi nào so với đợt hội quân ở tháng 9. Thay đổi lớn nhất nằm ở hàng công của Tam Sư. Dàn cầu thủ đạt phong độ cao từ James Maddison, Bukayo Saka, Harry Kane hay Ollie Watkins được huấn luyện viên Southgate trao cơ hội. Trong khi đó, Marcus Rashford, người không đạt phong độ cao thời gian qua, vẫn được huấn luyện viên Southgate tin tưởng. Không chỉ Rashford mà Calvin Phillips, Jordan Henderson hay Jack Grealish cũng không có phong độ tốt nhất từ đầu mùa. Trái lại, James Ward-Prowse, Sean Longstaff hay là Anthony Gordon thể hiện tốt thời gian qua lại không được triệu tập. Pep Guardiola tuyên chiến với Arsenal. Sau chiến thắng trước Leipzig ở Champions League, Pep Guardiola đã có những lời tuyên chiến gửi đến Arsenal ở trận Super Sunday cuối tuần này. Ông cho rằng Man City thời điểm hiện tại không hề dễ bị đánh bại. "Chúng tôi sẽ có trận đấu gặp Arsenal vào cuối tuần này. Chắc chắn Man City sẽ thi đấu đúng phong cách của mình. Hy vọng chúng tôi sẽ bước vào tháng 3, tháng 4 hay tháng 5 với việc ở gần danh hiệu. Tôi có cảm giác Man City sẽ không phải là đối thủ dễ bị đánh bại vào thời điểm hiện tại." Cơ sở cho sự tự tin của Pep Guardiola nằm ở chiêu số đội hình và khả năng tỏa sáng của nhiều nhân tố, đặc biệt là Julian Alvarez, người đang nắm vai trò như thần tài của The Citizen, san sẻ nhiệm vụ ghi bàn với Haaland. Trận đấu giữa Arsenal và Man City sẽ diễn ra vào lúc 22:30 phút ngày 8 tháng 10 tới theo giờ Việt Nam. Đây được xem là màn đối đầu then chốt và bản lề cho cuộc đua vô địch Premier League mùa giải năm nay. Luka Modric rời Real Madrid vào mùa đông. Tương lai của tiền vệ kỳ cựu Luka Modric đang thu hút sự chú ý đặc biệt khi liên tục rộ lên thông tin về việc lão tướng người Croatia sẽ đề nghị ra đi trong tháng 1 năm 2024. Tiền vệ kỳ cựu Luka Modric đang trải qua thời kỳ chẳng mấy làm tốt đẹp tại Real Madrid. Ở trận thắng 3-2 vừa qua trên sân khách trước Napoli của Real tại vòng bảng Champions League mùa giải năm nay, Modric đã phải ngồi ngoài. Và phải đến phút 65 của trận đấu, Modric mới được ông thầy Carlo Ancelotti tung vào sân từ băng ghế dự bị, thay thế cho tiền vệ người Đức Toni Kroos. Đã nói ở chỗ, Modric đã trải qua 3 trận liên tiếp ngồi dự bị. Một sự việc gần như bất thường trong 11 năm ngôi sao người Croatia tại Madrid. Cần biết đây cũng là lần đầu tiên mà lão tướng người Croatia ngồi dự bị 3 trận liên tiếp kể từ mùa giải 2018-2019. Trong mùa hè vừa qua, huyền thoại Real đã từ chối một số lời đề nghị cực kỳ hấp dẫn với mức lương cao ngất ngưởng từ một số câu lạc bộ giàu tham vọng tại giải vô địch quốc gia Ả Rập Xê Út. Cùng với đó, Modric bày tỏ mong muốn tiếp tục cống hiến tại câu lạc bộ Hoàng gia Tây Ban Nha thay vì vội vã sang Saudi Pro League dưỡng già theo sức hút của kim tiền. Dẫu vậy, với việc phải ngồi ngoài dự bị trong hầu hết các trận đấu mùa này, Modric cảm thấy Carlo Ancelotti không còn coi anh là một trong những cầu thủ quan trọng trong đội nữa. Trong bối cảnh đó, nhà báo Alberto Pereiro của đài phát thanh Onda Cero mới đây tiết lộ về việc lão tướng người Croatia sẽ đề nghị ra đi trong tháng 1 năm 2024. Modric đang cảm thấy tồi tệ khi không được thi đấu thường xuyên. Nếu tình hình của Modric không thay đổi, anh ấy sẽ đề nghị ra đi trong tháng 1 năm sau.